Làm gì? Con đường em về ban trưa. Làm gì? Sao đi chăm bò không biết gì trơn. Rồi, cái gì đây nữa? Rồi, dính độc của ai rồi? Tôi nghĩ ông ngày hôm qua đây làm cái gì chứ không hiểu vấn đề gì trơn. À hèn chi. Rồi không sao. Làm gì? Ông dịnh cho tôi cái coi. Sao? Lên được ta. Rồi anh chồng lên đó. Ây da, nóng. Lên, tôi đẩy cái kia lên cái xíu. Sao, kéo thang lên anh gái. Hả? Thang à? Thang đâu có. Đúng rồi, dày đúng không? Ông dịnh cho tôi đi. Ông ngồi ông giữ vậy nè. Ông giữ cái tôi chèo lên hả? Anh em mình đâu phải là diễn viên siết đâu. Không phải siết, tôi đứng xíu thôi hả? Anh nhắm đứng nổi không? Nổi, ông đứng được thì em giữ, rồi em giữ ra đứng. Ông giữ được rồi, tôi đứng được. Té lò vẫn không vắng chịu nha. Rồi lên đi. Quan trọng là ông giữ có kỹ không á, chứ đừng có kiểu đó. Ừ. Ủa mà sao hôm nay làm gì mà bịt khẩu trang hết trơn vậy? Hả? Sao bịt khẩu trang hình đang dịch bệnh, ăn vàng cho nhau đi anh. Ủa dịch bệnh à? Ừ. Giữ nghe chưa? Ừ. Giữ chặt á. Ừ. Ông đưa cái tay ông giữ ôm chặt cái này nè. Ôm chặt giữ. Làm chặt cho nghe. Làm gì? Chặt thôi chưa? Ờ. Nha. Ờ. Buông luôn á. Ờ. Thôi sợ gãy tay ông quá. Trời đất ơi. Thiệt á. Anh vô đây mình nói chuyện nè. Bây giờ nha. Sao? Và cái dòng ghế này nó có 4 chân đúng không? Đúng. Mà mọi người hay bắt ghế á. Ghế này đúng không? Mọi người hay đứng lên đây và mọi người chùi cái gì thì chùi đúng không? Đúng rồi. Thường thường mọi người chùi không tới là mọi người sẽ chồng một cái 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mọi người chồng lên. Nhưng mà cái này nó đâu có được độ cao bao nhiêu, với lại là nó không có hợp hình à. Đúng rồi. Bây giờ nha. Bây giờ cũng là như thế này luôn đúng không? Ừ. Anh cắt cho em 4 cái ống, em thiết kế cho anh một bộ riêng luôn. Bộ này là bộ riêng, chồng ghế chồng lên nhau là đứng lên nó dễ dàng á. Cái này rất là lợi, áp dụng trong nhà rất ok, thường xuyên gặp luôn. Là khi mà thiếu dụng cái độ cao không đủ cái mình lấy nó mình làm được à? Đúng rồi. Mà có để mình lâu dài được hay ngày bữa thôi? Lâu dài luôn, bao cứng nhanh luôn. Phải không? Áp dụng thực tế rất là ok. Ok cho bác đi. Rồi. Anh nên cắt cho em 4 cái ống 34 đi, khúc bên nào cái gan này là ok rồi. Okay. Anh sẽ kẻ một đường thẳng trước luôn. Cắt đôi đó hả? Ừ. Cắt đôi hai mặt đó đúng không? Cắt đôi một đường gọi là cho có lỗ hở thôi. Lấy khe hở của cái hai cái này thôi. Đúng rồi. Đúng không? Cái này gắn luôn một bộ ghế luôn á. Okay. Rồi, tiếp theo anh sẽ hơ lửa để cho nó mềm đi. Rồi anh nhét vô cửa kia luôn. Rồi, anh lấy một ghế làm chuẩn đi. Rồi, anh hơ lửa và anh đóng xuống đây luôn. Bằng đây luôn. Đóng cho bằng xuống luôn, tổn luôn hả? Ừ. Cũng có được cái gì đâu. Thì anh cứ đóng đi. Tôi nghi quá. Cái này nó rất là lợi nha mọi người. Này mọi người áp dụng trong nhà. Muốn bắt cao lên thì rất là ok. Nó chìm sao anh vậy? Nhớ là mọi người sử dụng là nhựa tốt đó nha, để cho có độ bền lâu. Đó, mọi người nhét vô có cử á. Đó, này là cử rồi. Đó, mọi người đóng bọc mặt ghế là một cái cử để khi mà anh thổi xuống nó dễ. Vậy đúng hả? Ừ. Thứ hai.
từ. Ok. Đó. Cái cỡ nó khô đi đã. Mình sẽ cho nó khô đi. Cái này nó chọn là một cái cỡ. Chả thôi đúng không? Ừ. Ây da, nóng quá. Này cứng gì vậy? Cứng để nó không sao đâu. Đây, sau khi nó khô, đây là bộ đồ nghề. Anh sẽ gắn chết cho một cái ghế. Nếu không xài thì anh đóng xuống như thế này. À. À, này là đóng chết cho một cái ghế nha. Chết luôn hả? Đóng chết cho một cái ghế. Ok. Đó vậy đúng không? Khi anh không xài thì anh sẽ để như bình thường. Chẳng mất mát gì đến anh, đúng không? Đúng rồi. Khi mà anh muốn cao lên để anh lâu hay là anh cúng hay anh làm cái gì đó trên cao, rồi anh chỉ cần anh lật lên, rồi anh lại đóng lên, anh lấy cái này anh chồng lên, xong. Rồi bỏ bốn chân này nó trùng với cái này. Đúng rồi. Rồi đóng lên. Đóng lên. Được không? Được. Rồi, lên rồi đó. Đấy hả? Một cái. Được không ta? Ừ. Để tránh nó an toàn là anh nên này anh Hải. Hả? Anh nên giống cái đường này là anh nên để chéo nhau để nó cùm vào nhau. À cho nó cùm nhau đúng không? Ừ, đó. Lên chứ cần đóng lên ok rồi. Mà có chắc không? Thì anh cứ đóng lên đi đã. Đóng lên. À cái này nữa. Ủa sao nó đi cùng khớp vậy ta? Rồi xong nó là như thế này. Ủa chắc không ta? Cứng không? Đấy, anh ơi đứng cho nó sáng nè. Cho người coi. Cứng ngắt luôn à, sao không cứng? Sao cứng ngắt vậy? Ừ. Thật ra. Kiếm một cái ghế cái bùi anh lên cho dễ. Đó, vậy là cứng thôi. Ừ. Nó an toàn. Cứng ngắt luôn. Nó cao. Anh bước lên. Cái gì? Xuyên xẻo không? Xuyên xẻo không cho cái mặt ghế anh á, anh chỉnh lại cái mặt ghế. Đó, đâu có đâu. Làm vậy? Sao mà nó tuột ra được? Bốn chân nó trụ vào nhau hết rồi. Tính ra là nó ăn vui là cái mặt bằng dưới thôi à. Ừ. Bốn chân nó xét nè. Nè, kinh nghiệm này anh Khải. Hả? Tại vì á, cái đường này đường lòi ra ngoài cho nên anh nên quay cái đầu vào trong nè. À, nó phải trượt ra hả? Phải trượt ra cho méo méo một xíu. Nói chung như vậy là an toàn rồi. Tại vì anh chỉ đứng lên thôi mà anh đứng yên tĩnh mà. Đâu phải anh đứng lên anh phá đâu. Cho nên nó không có tuột đâu, đó, anh yên tâm. Mình có điểm tựa và giữ độ cao thôi. Đúng rồi. Cái này chỉ cần có điểm tựa là không bao giờ bung. Với cái mục đích là anh đứng lên anh phá, anh nhú, anh nhảy thì cỡ nào anh cũng té hết. Tha nó còn gãy thêm chi. Đúng rồi. Đúng không? Đó, đơn giản vậy thôi. Ờ được á, vậy được rồi. Ừ. Ông lấy cái cây cho tôi mượn ấy. Cái nào đâu? Cái màu xanh đó. Đâu? Tôi làm việc đó, sắp nhà nè. Vậy hả? À. Tôi làm cái gì? Đó, mọi người thấy ổn không? Quá tuyệt vời đó, đúng không? Đó. Đúng. Cái này chọt đó đó hả? Không, tôi chọt cái gì phải không? Cái gì? Con tắc kè nó kêu biết rồi, không ngủ được. Đó, xong rồi coi. Đó, ngủ được rồi. Đó, tuyệt vời luôn. Tôi giờ chắc à. Tính ra là cái điểm tựa này nó trùng khớp với nhau, là nó chỗ với nhau nè. Ừ. Không suy nghĩ gì hết trơn. Rồi anh làm xong anh đi xuống. Rồi anh này gỡ ra anh cất. Được không? Được. Rồi. Đem vô đây gỡ nè. Đem vô đây gỡ nè. Đóng xuống hả? Đóng xuống lại. Nếu anh muốn chắc ăn nữa biết sao không? Dạ. Anh lấy thu quanh cột đây anh bấm vô đây nè, cho nó cứng nè. Không, tại cái này mình nãy mình hơi, nó hơi cứng, hơi hở á. Thì anh muốn cho chắc ăn, đỡ cái độ co giãn thì anh lấy thu quanh bó lại. Không thôi. Nó đụng xuống lại. Rồi ok. Xong. Ủa, cứng cái bộ, bám thì cứng rồi. Rồi, ok. Rồi, lên. Rồi. Rồi, cố định. Đó, ok nha, em chia sẻ mọi người vậy thôi nha. Tuy nó đơn giản nhưng mà nó áp dụng vào thực tế rất là ok. Vậy là đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nếu thấy hay nhớ đăng ký bật chuông và hẹn gặp lại trong tất cả clip sau.